Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị kính mến. Lời nói đầu tiên thì cho phép Phong gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả những cô bác đã bỏ thời gian quý báu mà xem cái đoạn video của Phong trong ngày hôm nay. Thật sự bữa nay thì Phong không có biết nói gì hơn hết, chỉ gửi một cái lời xin lỗi đến tất cả những cô bác đã yêu mến và thương Phong trong suốt thời gian dài vừa qua. Tại vì thật sự là 3 ngày hôm nay là Phong gần như là chỉ là nhận rất là một ngày gần như là mấy trăm cuộc gọi điện thoại và mấy trăm tin nhắn của bác chị thì Phong không có thể nào mà bắt hết được. Thì thật sự cô bác Phong biết tâm trạng mà khi mà ở đây thì Phong là đang mà đi và theo sát cái vụ việc của chú Vũ, thì gần như là Phong có thể là đi hàng ngày, có thể chạy cả vài trăm cây số. Và bên cạnh đó thì Phong cũng mới vừa đăng tải một cái đoạn video về một cái bài thuốc của gia đình Phong, đó là bài thuốc cứu của bài thuốc thần kinh tọa, thì nó mang lại cái giá trị với mà nó trị bệnh rất là tốt. Tại vì mẹ của Phong là bị thần kinh tọa là một khoảng thời gian rất là dài rồi, đi đứng là cũng không gần như là không có đi đứng được luôn, bị teo chân teo cơ từ ở ngay thắt lưng là đi thẳng xuống cái chân là hoàn toàn là cũng bị teo luôn. Thì hoàn toàn là mấy những năm thì trải qua những cơn đau nhức rất là lớn, thì đi vô bệnh viện thì bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp, nhưng mà lúc đó thì gia đình Phong thì đâu có tiền đâu, chỉ mà nghe bà con cô bác nói là mổ thì nó cũng sẽ không hết và nó cũng sẽ tái lợi, thì rất là lo. Và mẹ Phong cứ nằm chịu trận ở trong nhà. Thì mai thời sau thì lúc đó có một cái người chú cũng rộng trong xóm là chỉ một cái bài thuốc nam là ngâm thuốc rồi uống rồi sẽ trị dứt cái căn bệnh thần kinh tọa. Thì lúc đó thì Phong đã giống như mà lúc đó thì Phong thấy mẹ hết rồi mừng lắm. Nhưng mà Phong tới ngày hôm nay thì Phong mới có cơ hội mà chỉ cho cô bác anh chị biết cái bài thuốc mà thần kinh tọa rất là hiệu quả, mà ít có bị không hoàn toàn giống như mà không có bị tái phát nữa. Thì Phong mừng lắm, Phong cứ nghĩ là mình giúp cho cô bác được cái vấn đề gì thì càng tốt. Thì Phong cứ nghĩ đơn giản rồi Phong đăng tải lên rồi giúp cho cô bác, là giống như thì ở quê hương đất nước mình toàn hầu như là toàn là nông dân, chứ mà làm bên công việc nặng thì nhiều, thì đương nhiên thì hàng ngày chịu những cái cơn đau nhức rồi thấp khớp đó rất là nhiều. Thì Phong muốn thật tình là muốn đăng lên để giúp cô bác là để trị hết bệnh. Tại vì Phong biết là mẹ của mình đã trải qua những cái cơn đau nhức đó, thật sự nó rất là lớn, rất là nhiều, mà chứng kiến một cái người thân của mình như vậy thì đâu có thể nào mà ai mà chịu đựng với mà cầm lòng nổi. Thì Phong đã đăng tải rất là gấp gáp lên. Thì sau khi mà những cái đoạn video mà Phong đăng tải lên thì cô bác là rất là mừng khi mà có những cái bài thuốc mà chị mà tốn một cái khoản chi phí là rất là ít, là trong đó là chỉ có mua là trong đó là cái loại thuốc đó là có đơn quy, thuốc cứu, lá hũ chảo, nghệ sa cừ, bông ngò gai, là tổng cộng là tới 5 loại. Nhưng mà ở chỗ Phong là chỉ có mấy loại là thiếu cái đơn quy. Đơn quy thì trong tiệm thuốc Bắc thì người ta bán, thì với ở đây thì Phong không có lá ngũ chảo. Lá ngũ chảo thì lá nó hình bàn tay, là nó có 5 chia giống như cái đôi bàn tay của mà đó, giống bàn tay của mình vậy đó. Thì Phong đăng tải lên là có rất nhiều cô bác giống như ở ngoài Bắc hoặc là ngoài Trung hoặc là những cái vùng mà không có những cái loại cây đó, thì cô bác là điện thoại Phong rất là nhiều rồi nói giống mà kêu Phong là làm thuốc để bán hoặc là để giao, tại vì những cái chỗ đó không có. Nhưng mà Phong cũng xin lỗi cô bác anh chị, là thật sự cô bác anh chị thấy là cảnh bây giờ đó là công việc của gia đình Phong là đang rất là bận rộn. Tại vì trong cái vụ mà đồng án thì làm như nương, làm dãy, rồi làm rau, làm cải để buôn bán nên thật sự là nó rất là bận rộn. Thì mấy bữa nay thì Phong xin lỗi, tại vì có rất là nhiều cô bác là nói là Phong Nguyễn đăng tải lên đã rồi không có mà giúp được cho cô bác gì hết. Thật sự là có những người đau nhức gần như là họ nhức mà chịu không có nổi luôn. Nhưng mà bây giờ là giống như mà yêu cầu Phong Nguyễn là phải tìm những cái loại thuốc đó mà gửi cho cô bác. Thì thật sự trong cái lúc này gia đình Phong là đang bận rộn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà thật sự là gia đình Phong mà đang ở không hoặc là không có làm gì hết thì cũng có thể nhín ra chút thời gian. Còn đằng này thì nhà Phong thì là làm từ chắc sáng tới mà chiều tối vẫn chưa xong, thì đâu có thời gian đâu mà để đi lấy những cái loại thuốc đó. Giờ để đâu có thể nào mà giống như mà cô bác nói bây giờ Phong Nguyễn đưa ra giá đi, giá bao nhiêu cũng được hết, là cứ làm cái ấy. Thật sự là nếu Phong không có hứa, nhưng mà để những cái ngày kế tiếp gia đình Phong là trồng cải bán, bây giờ tới vụ rồi bán xong xuôi hết bán cải là bây giờ là chỉ ít ngày nữa là nhà Phong là bán xong xuôi rồi. Phong nhờ mẹ Phong á, về nhờ giống như mà kêu cô bác ở xóm nào có thời gian rảnh á thì Phong sẽ giống như cho cô bác đó ít chăm để coi cô bác là phụ mẹ Phong luôn á, là không là kiếm những cái loại cây, những cái loại lá đó là Phong sẽ gói lại rồi gửi cho cô bác anh chị mà không có lấy tiền ai hết. Chứ thật sự là trong không đăng lên là chủ yếu là muốn giúp cho cô bác là có một cái loại thuốc tốt nhất để trị bệnh một cách nó đỡ nhất mà không có tốn tiền, mà bên cạnh đó mang lại hiệu quả tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó thì Phong giống như mà mấy bữa nay á, thì bị cô bác anh chị là chửi rất là nhiều khi mà không có mà gửi thuốc được. Tại vì Phong đang thật sự là nhà rất là bận rồi. Phong một ngày thật sự là nhiều cô bác nói là cứ điện Phong nhằm khi 4-5 cuộc không bắt máy. Rồi cô bác anh chị nghĩ là một ngày vừa bên vụ của chú Vũ, rồi bên cho thuốc, rồi đủ thứ chuyện những cái đoạn video khác nữa. Video nhằm khi Phong đăng tải rồi có những lúc là 4-5 tháng trước thì cô bác cũng điện nữa. Rồi hàng ngày có mấy trăm cuộc gọi mà có một mình Phong à. Phong đâu có phải là một cái kênh lớn đâu, Phong mới làm đây thôi. Thì thật sự là nó bị áp lực rất là lớn. Mấy trăm cuộc gọi và mấy trăm tin nhắn thì Phong không có thể nào mà bóc máy hết. Tin nhắn thì Phong là trả lời hết, nhưng mà những cái cuộc điện thoại á, thì Phong cũng xin lỗi cô bác là không có thể nào bắt được hết được. Còn tin nhắn nếu cô bác anh chị nào có cái chuyện cần với mà việc gì gấp thì có thể nhắn trên Zalo hoặc là nhắn qua tin nhắn của Phong. Thì khi nào Phong giống như mà đi chạy xe trên những đoạn đường á, hoặc là khi mà những công việc nó đã ghi hình hoặc là làm ở dưới quê hoặc làm những công việc gì đó xong xuôi á, thì Phong sẽ bóc máy ra và Phong trả lời và sẽ trả lời cho tất cả những cô bác anh chị biết là để biết những cái gì mà cô bác anh chị mà muốn hỏi hoặc là muốn trao đổi với Phong thì Phong sẽ trả lời hết. Còn điện thoại á thì Phong có thể là Phong không có bắt máy được hết, thì cô bác anh chị cũng thông cảm cho Phong vì cái điều đó. Và Phong cũng xin lỗi tất cả những cô bác là đã giống như mà kêu mẹ Phong bây giờ là 1-2 là phải đi kiếm cái loại thuốc đó và phải gửi gấp gửi liền. Thì cái đó là Phong không phải là Phong không gửi, nhưng mà bây giờ đang vô vụ của nhà Phong á, là bây giờ công việc nó đang rất là nhiều nên không có thể nào thời gian ăn uống còn không có. Mà cô bác anh chị thật sự là có những người cô người chị thật sự là Phong biết là gia đình đang có một cái người như vậy giống như đau nhức rất là nhiều thì đang rất là sốt ruột. Nhưng mà phải hiểu cho Phong, gia đình của Phong cũng cái công việc hàng ngày thật sự chẳng lẽ đang bỏ bê hết. Nếu mà cô bác anh chị ở đây á, nếu mà có người nào đó hoặc là muốn đi xuống đây để làm giống như mình đi làm công quả gì đó xuống thì Phong chỉ những cái loại cây đó rồi gói lại phơi khô rồi gói lại gửi cho cô bác anh chị ở xa ở gần. Chứ mà bây giờ nhà Phong đang thật sự là đang rất là không có thời gian luôn cô bác anh chị à. Thì Phong hứa sẽ ít ngày sau, nếu mà ngày sau á khi mà giao cải là làm xong á thì Phong sẽ làm, sẽ nhờ mẹ Phong. Mẹ Phong cũng có nói rồi là bây giờ thôi cô bác nào cũng có những căn bệnh đó thì thôi kệ, thì cũng dán mà thu xếp cũng làm phước. Cô bác anh chị cứ thấy công việc hàng ngày Phong cũng đã chia sẻ rồi, làm giao từ giấc sáng tới chiều tối luôn mà còn không kịp ăn cơm nữa, rồi cô bác anh chị cứ tạo cái sự áp lực cho Phong rất là lớn. Thì Phong thật sự là muốn giúp được một cô bác nào đó thì rất là mừng, rất là vui rồi. Với cái số lượng mà mẹ Phong ngâm á thì chỉ là giống như mà đủ mẹ Phong hoặc là mẹ Phong uống thôi. Là cái hũ thuốc là ngâm là tới 6-7 tháng rồi, nó chỉ còn chắc ra chỉ còn được một tí ở đây à. Rồi cô bác cứ kêu là bây giờ là cứ chắc ra mà bán lại cho cô bác bao nhiêu cũng được hết. Thì cái đó thật sự là trong gia đình Phong là đâu có phải mà kinh doanh hoặc là đâu phải là buôn bán đâu, nên không có chuẩn bị giống như mà nhiều. Nhưng mà nếu có thì Phong cũng cho, chứ mà cho cô bác uống à, chứ không có mà lấy tiền bất cứ một ai hết. Thật sự cái mấy loại thuốc đó chỉ có mua đơn quy là tốn tiền, với mua rượu thì người ta nấu thì tốn tiền thôi. Chứ gần như ở dưới quê nhằm khi nghệ với bông ngò gai với lá ngũ chảo thì dưới quê thì nhằm khi chỗ này chỗ kia một cây hai cây gì gom lại, thì cái đó thì xin cô bác ở dưới quê thì ai cũng cho hết, ai cũng không có làm hiểm hết. Nhưng mà cái qua nay thì có thể là nhiều cô bác buồn Phong lắm rồi, nói bây giờ thật sự nói Phong Nguyễn làm thất vọng với mà làm cô buồn nhiều lắm. Thì cái đó thì Phong cũng xin lỗi ở trên cái Zalo mà Phong đã trò chuyện với những người cô người chú đó rất là nhiều. Tại vì Phong cứ nghĩ là giống như mà đăng lên rồi cô bác anh chị rồi biết, rồi có thể hái rồi ngâm rồi có thể uống rồi chữa trị một cách tốt nhất và nó hiệu quả nhất. Chứ đâu có ngờ mà khi mà những cô bác ở những cái vùng quê mà không có, rồi bây giờ là bắt buộc Phong là một hai là phải ngâm cái loại đó, xong rồi không có. Bây giờ Phong nói là để từ từ, rồi cô bác anh chị là trách Phong rất là nhiều, thì Phong thật sự là cũng đang rất là rối luôn, thật sự là rối nhiều lắm. Từ qua nay là Phong rất là dối, Phong không biết mà trả lời với mà nói như thế nào hết. Tại bây giờ thật sự nó đang đủ thứ hết, thì cô bác anh chị cũng thấy rồi. Thì Phong bây giờ đang đi theo vụ của chú Vũ hôm nay là nhiều cô bác thì với mà điện thoại hỏi thăm, rồi nhiều cô bác góp ý, rồi nhiều cô bác là rồi cũng có những cái thành phần xấu nữa, bên cạnh nó nha máy, rồi đủ thứ hết, đủ chuyện hết. Thì với một cái khi mà đăng tải cái to thuốc lên thì gần như là rất là nhiều cô bác thì bệnh rất là nhiều, nên mà điện thoại Phong thì Phong rất là tôn trọng những cái khi mà cô bác điện và hỏi Phong như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cô bác là kêu bắt Phong là một hai là phải ngâm rồi giúp liền cho cô bác á, thì Phong cũng xin lỗi về cái điều đó, là Phong không có thể nào giúp được trong cái lúc này. Phong hứa thời gian sau á, thì Phong sẽ giống như mà gia đình Phong là bớt công việc á, thì Phong sẽ giúp mà không có lấy tiền cô bác anh chị nào hết. Chứ nhầm khi cô bác nói là bây giờ là Phong cứ kêu mà gửi thuốc mà nói đánh lừa và nói qua chuyện này chuyện kia. Không có, tại vì Phong không có gửi được, nhưng mà không có làm được trong lúc này mà sao mà Phong giúp được mà. Rồi cô bác anh chị cứ trách Phong quá trời quá đất luôn. Rồi Phong cũng không có biết làm sao hết. Thì thôi bây giờ thì Phong cũng đã lên làm cái video này để cho cô bác anh chị biết hiểu và rõ hơn về Phong. Chứ thật sự nếu mà cô bác đặt vô cái tình cảnh của Phong bây giờ á, cứ một ngày rồi đủ thứ áp lực, rồi lớp rồi bị người này người kia điện thoại rồi nói cái vấn đề này nọ, rồi bên cạnh nha máy rồi đủ thứ hết. Thì Phong thì xin lỗi, thì mấy bữa nay Phong không có thể nào bắt hết những cuộc điện thoại. Thì cô bác anh chị đừng buồn Phong. Nhưng mà còn cái to thuốc á, thì có thể là ít ngày nữa thì Phong sẽ nhờ mẹ sẽ làm một cách nó chi tiết và nó cặn kẽ hơn. Thì những cô bác nào ở xa hoặc là không có những cái loại cây đó thì Phong sẽ nhờ mẹ Phong làm và sẽ gói lại gửi qua đường bưu điện giúp cho cô bác anh chị uống. Thì thôi bây giờ thì Phong cũng khép cái phần video tại đây, và một lần sau chót á, thì Phong cũng mong cô bác anh chị hiểu và thông cảm cho Phong, chứ Phong cũng không có biết, bây giờ cũng không có biết như thế nào nữa hết. Thật sự là đang rối rất là nhiều. Nó thật sự là Phong xin lỗi hết cô bác anh chị luôn. Dạ Phong chào cô bác anh chị nha.